Khóc cái gì, khóc cái gì. Tức quá, tức quá. Cái mũ ghế này là cậu bày ra đó. Cái đâu? Chứ gái luôn. Mẹ mày chỉ cậu. Đâu? Đâu gì? Đâu? Thôi chị ơi chị. Đâu? Chị đừng có chối. Nè, em nói hồi bữa cũng ngay vậy nè. Chị ngồi với nguyên cái rổ trái cây nè. Chị kêu em lại. Chị nói xong mặt chị nham hiểm thiệt là nham hiểm. Đấy. Em nhớ nhìn mẹ mày bậy chứ ai. Lúc mà con nói con mượn tiền đó, Toàn Quyết Thắng nó nói làm sao? Cậu yên tâm đi. Trời ơi, mấy cái này là đối giảm nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ê, nói nghe nè. Sao? Có nào giờ nó chơi chiêu như trước vậy không? Không có đâu. Tuy là ảnh cần có thời gian, nhưng mà mấy cái chuyện này á, cậu biết làm sao không? Trong tình yêu á, người ta muốn tạo sự bất ngờ cho nhau. Cậu nói nghe nè. Tới ngày hôm nay là 3 ngày rồi đó, nó không liên lạc, con không thấy lo hả? Trời ơi, cái gì mà phút 90 á, mà nó bùng nổ một cái chỗ nó đã. Lửa vậy mới lửa, hiểu không? Đúng rồi. Yêu vậy mới yêu. Trời ơi, cũng bất ngờ quá trời. Cái gì đây? Cái gì đây? Sao mà hai cậu cháu vui vẻ thế? Vui lắm. Cậu cháu thế nào? Thế vui hả? Kể nghe với, kể nghe với. Chuyện gì đây? Chị đi qua kia, chị qua kia. Thôi, thôi, thôi. Giờ cậu cháu người ta thân hơn mà ta cười quá. Bên đây cậu, cô sáng. Trời ơi, nhìn thế này là biết chuyện gì rồi. Chuyện Quyết Thắng cái gì. Trời ơi. Làm đấy. Đấy chưa, không dính chữ tiền gì chữ tình nó vứt đi đâu rồi. Trời ơi. Thôi nhưng mà chuyện như thế nào? Nói cho mẹ nghe với. Chị đừng có lo lắng gì hết trơn á. Cứ ngồi yên đó tận hưởng thôi. Thôi nói nghe đi, chứ đừng để chị để chuyện đi quá xa, rồi mình níu kéo nó không được đâu. Đây. Quay à. Bạn đi, nó cúp máy bây giờ. Kể nó. Da vịt nó nổi hết rồi nhá. Ôi, hôm à. Ôi, chào. Chừng nào gặp nhau vợ, chừng nào được. Quy tắc. Sao đây? Ồ, chia tay hả? Hả? Gì? Anh ơi, anh đừng giỡn nha. Anh nghiêm túc nói chuyện với em đi. Cái gì anh muốn chia tay em? Rồi. Anh Quyết Thắng ơi, mình có thể gặp nhau không anh? Alo. Sao đây, chuyện gì đây? Chuyện gì? Sao vậy con? Sao vậy con? Để cho nó lên cơn. Thằng Quyết Thắng đưa nó 280 triệu chứ mày 200. Trời ơi, anh đòi chia tay con. Cậu có nghe không? Đi. Mày bình tĩnh mà nói, mày gào gào khét thét vào mặt người lớn này như thế nào? Cậu ấy không lớn tuổi rồi, già tóc bạc hết rồi. Mày gào thét vào mặt cậu thế à? Không có lễ phép gì cả. Bình tĩnh nói này. Tại sao nó chia tay? Thì tại cậu xúi con đó. Cậu nói với con á là bây giờ lấy mượn 200 triệu đó nói là nợ của con. Thử lòng ảnh coi ảnh có yêu con không? Thế thì giờ nó không cho cái gì? Đúng rồi. Nó không yêu mày. Thế thôi bỏ nó đi cho rồi. Trời ơi. Cái thằng ích kỷ. Người yêu mượn 200 triệu không cho. Mà nợ đi chứ. Giờ thấy không thì giang hồ nó bảo nó chém người yêu mình chịu à. Trời ơi, thằng chả ra gì cả. Khóc cái gì, khóc cái gì. Tức quá, tức quá. Cái mũ ghế này là cậu bày ra đó. Cái đâu? Chứ gái luôn. Mẹ mày chỉ cậu. Đâu? Đâu gì? Đâu? Thôi chị ơi chị. Đâu? Chị đừng có chối. Nè, em nói hồi bữa cũng ngay vậy nè. Chị ngồi với nguyên cái rổ trái cây nè. Chị kêu em lại. Đây. Chị nói xong mặt chị nham hiểm thiệt là nham hiểm. Đấy. Em nhớ nhìn. Mẹ mày bày chứ ai. Cậu có biết gì đâu. Đâu mà đấy. Bà nói mà nói. Rồi. Chị bà. Rồi. Bây giờ cậu hỏi nè. Chuyện cháu đi. Rồi cậu nói nè. Bây giờ cuối cùng nó chia tay đúng không? Là vì nó nói mình mượn tiền đúng không? Đúng rồi. Cái thứ đàn ông đó con không nên quen. Đúng rồi. Ích kỷ. Đúng cậu rồi. Hỏi nè. Bây giờ ngay lập tức nè. Trong vòng 3 ngày nữa con có thể quen thằng nào giàu ngang ngửa thằng Quyết Thắng hoặc giàu hơn được không?
nói như thế là vô lương tâm, nói như thế là tắc tệ nhá. Cậu đừng tát một cái rất là tệ vào mặt tôi như thế nhá. Cậu làm như thế với con gái tôi là tôi không đồng ý nhá. Thôi đi, cậu chuyện được cậu tự lo đi. Tôi thương con gái tôi rồi. Mẹ kiếm chồng cho con đây, kiếm mày vô duyên lắm rồi. Ôi tôi sợ cả hai đứa mày, tôi sợ con người rồi. Cậu cũng vậy, cậu sợ hãi loài người. Có 200 triệu mà không cho mượn, đồ hèn hả?